ơi cô bao xe ôm thì con chở cô đi chùa phải đi đẻ, con la dữ vậy cô. Con ơi con thông cảm đi, tại vì cô thấy cái cảnh núi non trùng trùng điệp điệp đó đẹp quá mà nó không kiềm chế cảm xúc được. Không phải, không phải, bây giờ cô nén vào trong đi, cô bớt la lại, la con nhào xuống đồi cái là con với cô đi đầu thai luôn á. Ok cô nén lại để cô nén là cô nén lại cho cô. Ok con rồi đi tiếp cô ơi. Cô ơi, con chân thành nhắc lại cô một lần nữa là con chở cô đi chùa chứ phải đi bệnh viện. Cô quýnh một hồi con nhập viện luôn á cô. Con ơi sao con khó quá à. Hồi nãy hả, con kêu con kìm nén cảm xúc lại, con kìm quá rồi không có hành động nó bị chết bộ. Con phải quệnh quệnh lên thì con cũng la cô nữa. Trời ơi, con quệnh quệnh con đánh tao cũng chết luôn á. Tới miếu chưa, tới miếu chưa? Tới, mới xuống nè, tới rồi, tới rồi. Tới rồi phải không? Tới rồi, tới rồi. Là đây luôn á hả? Ừ, tới rồi, tới cô. Ê, nghe nè. Hả? Cái miếu đâu vậy? Ủa, cô không thấy hả? Không thấy luôn. Cô không thấy không? Không. Thì thấy thôi. Thấy thôi, đó. Đúng, tới rồi. Trời ơi. Ê, con cái miếu sao mà nó linh động quá vậy? Nó linh động lắm cô. Ê, mà nó có chút béo à, nó bự không, nó bị lớn vậy? Đó, 6 x 8. 6 x 8, 8 mét mà. Không có, 6 x 8 tấc á. Gọn, tấc gọn. Ê, tính ra nó khỏi cái bàn thờ nhà ông Địa luôn á. Vậy, cái miếu nhỏ mà linh cực kỳ luôn. Bây giờ con nói là cô vô trong đất nhang đi. Ừ. Giờ con suối con lo mấy cái chuyện ở dưới núi xong chút con lên trước cô. Nhớ trước cô đừng bỏ cô trên này rồi, nha. Rồi, rồi. Okay, okay. Nha. Ok con nhớ trước cô nha. Có gì con lên chạy đợi chứ nha. Thôi đi thăm nhang thôi. Cái miếu linh ghê chưa gì đã có mấy vong xuất hiện rồi. Thăm nhang thôi. Cái trò mạo hiểm gì mà cô không chơi được nữa. Cô mà biết mạo hiểm cô không có chơi đâu. Cái miếu của mình có chút xíu à, mà bữa nay làm như tổ chức cái sự kiện, cái festival gì đó hay sao mà nhảy last mode dữ vậy con. Dạ đâu có cô, đây đâu phải trung tâm tiệc cưới đâu mà có last mode. Chứ sao, trên sao mới làm gì vậy? Dạ đây gọi là vũ điệu mở hàng. Bán cái gì mà mở hàng? Bán hàng rong. Trời ơi, bán hàng rong mà đầu tư bài bản quá vậy nè. Dạ, hoành tráng cô ha. Trời, cô biết sao không? Bây giờ tụi con phát trước em show, mở màn người ta phải rừng rừng, phải sớm lên, không là chị tiết tấu, mà hại chị là rớt, tụi con bán hàng chị là ế. Dạ. Ôi, thằng bé đó nói cái kiểu như là nó là một cái người có kinh nghiệm đi thi game show vậy đó. Trời, tụi con nghiên cứu dữ lắm cô. Ê, cô nói nghe nè, cô mà ban giám khảo là cô quý con lắm đó. Ôi, cô thích cái nét thì càng dễ thương tinh tế lắm nha. Dạ. Ê, sao cô? Cô nói nghe là mấy đứa bán buôn vui vẻ quá, sơm rất sơm luôn. Nhưng mà với một người mà gọi là có cái kinh nghiệm mà coi game show như cô thì nó chưa có đủ, nó bị thiếu. Thiếu gì cô? Thiếu bất ngờ. Cô muốn có bất ngờ không? Cô muốn có bất ngờ. Xin được giới thiệu với cô tiết mục bất ngờ đầu tiên sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Mời tiết mục đầu tiên. Cái gì vậy cô? Cô sợ rắn. Ủa, anh nuốt rắn kia. Không phải. Trời ơi, làm cái gì hay vậy? Quá. Kết quả là gì đây? Xin mời. Trời ơi. Bất ngờ quá. Dạ. Bất ngờ quá. Đừng. Đừng nói sợ rắn rồi mà. Nói chung là cái này là khá bất ngờ rồi đó. Dạ. Bất ngờ. Nhưng mà với cái cấp độ này á, thì cô nghĩ là cô có thể làm bất ngờ hơn. Cái gì?
có đứa nào cho con mượn cái mền được không? À dạ có mền. Có được, trời ơi ngủ hả con, sao đi chùa mà ngủ vậy? Hey! Dạ. Trời ơi, trời ơi. Đó, ghi chưa, ghi chưa? Wow, cô đấu bò. Đúng rồi. Wow, này dắt bên tay băng nha về. Cô ơi, cô biến mất rồi. Đâu, cô nghe tiếng mà không thấy người. Cô đâu? Trời ơi. Bất ngờ chưa? Bình thường này cô. Trời ơi, đâu bất ngờ. Có gì đâu bất ngờ không? Bất ngờ. Ôi, bất ngờ ghê. Mà khoan, cô muốn có bất ngờ phải không? Con còn có bất ngờ hơn nữa. Hey! Thấy ghê chưa? Cái này tập luyện lâu lắm đó cô. Coi chừng nó gãy xương. Bất ngờ chưa? Cô như muốn liệm đi. Con nói này cô bất ngờ hơn nè. Gì con? Nó chết rồi. Con chưa chết. Bất ngờ chưa? Ủa? Làm hay chưa cô? Tưởng cô dễ dạy hả? Cô là một khán giả khó tính. Mấy cái trò này trong game show nhiều lắm. Trời làm sao bất ngờ được? Là quan trọng là tụi mình vui với nhau. Dạ đúng vui rồi. Cô vui chưa? Cô vui. Dạ, cô vui là được. Cô vui là được. Ê, nó nghe. Dạ. Mấy đứa bán hàng vui vẻ quá. Thôi đi bán tiếp đi con. Bán tiếp. Đi vui với cô khác đi. Cô mua hàng cho tụi con. Nãy giờ có đứa nào đưa cái hàng nào ra đâu mà mua? Cô mua hàng cho con đi cơ. Bán gì vậy? Bán chim phóng xanh nè. Giá cả? Đây nè, 35.000 10 con. Còn đây 35 con 10.000. 35 con mà có 10.000 làm sao? Dạ là con chim mệt đó cô. Cô thấy nó mệt không? Con ơi. Cái tâm cô đi chùa, cô cần một cái sự tịnh tâm. Mình phát kiếp. Con hiểu không? Mệt mình đừng làm, mình tội lắm. Mình thả nó đi, cô mua con chim khỏe. À cô mua con chim khỏe. Đúng rồi. Cô có lòng không? Cô có. Ủa con bán con phải có lòng chứ. Đâu có, con bán chim chứ không có bán lòng. Chết rồi, ai bán lòng? Lòng đi. Và mấy đứa này nó liên kết luôn cái với nhà ghê. Dạ thưa cô, con bán lòng. Cô thấy con mặc đồ là cô biết rồi. Đây thưa cô, trong lòng ống xanh. Con bán lòng sao? Bên kia mua bao nhiêu con sẽ bán bấy nhiêu lòng. Ok rồi, bây giờ là tính tiền cho cô. Hai đứa bán sao, tính tiền đi. Dạ. Chưa cô. Dạ. Vậy Hey! Hey! Ê con, nó mới làm gì vậy? Nó làm dễ hiểu quá dạ, mà cô. Ai cũng hiểu luôn á cô. Ừ. Không hiểu. Ý của nó là gì nè? Hey! Cô không chịu mua nhé. Để mày cúng lại. Mua lòng, mua chim làm cái gì? Mấy vị trong cái án cô bóp. Hey! Thần giận đi. Ê bé, cho cô hỏi nè. Hồi nãy con nói được đó, sao tự nhiên giờ con câm luôn vậy? Dạ, sợ nó ấm lại hai mỏ đó. Bị che, tốt phe xấu che. Thiệt luôn á, thì con bé nữa lại tinh tế một lần nữa. Cô mà ban giám khảo cô quý con lắm á. Thiệt, cô thích con, không hỏi con dữ dạ, lắm. Cảm ơn cô. Ừ, nó nghe, bán nhang phải không? Dạ đúng rồi, con bán nhang. Bán sao? Dạ, con có hai gói. Ừ. Gói một, hương lài. Ừ. Gói hai, thị hương. Cho cô cái việc hương đi. Tính tiền, cô trả luôn. Để con đi soạn lòng, soạn chim cho cô. Trời nhang nhang mày cô. Cô bị gì vậy cô? Chết rồi cô. Trời ơi, cô bị cái gì mà mặt cô xanh lè vậy? Cô bị ăn cắp. Ăn cắp. Cô bị ăn cắp. Cô bị ăn cắp. Mọi người ơi. Cô bị ăn cắp. Cô bị ăn cắp. Cô bị ăn cắp. Cô bị mất cái gì? Cô bị mất cái mớt. Mà ai lấy? Ba đứa này nè. Cái gì vậy cô? Con đâu có lấy gì của cô đâu cô. Nãy giờ tụi con đâu lấy đâu.
Nãy giờ con bán hàng cho cô mà. Dạ. Không phải, biết sao không? Biết sao không? Tại vì hồi nãy cô nè, cô mới vừa đi vô đây đúng không? Cô chưa kịp bước chân vô thắp nhang luôn. Cái ba đứa này nó súng sùm vô, nó quay cô như trong giống vậy đó. Trong cái quá trình đó cô tưởng là nó trời ơi nó nghèo mà nó nghị lực quá, nó vượt lên chính mình. Nhưng nào ngờ hồi nãy giờ thật ra chỉ là một cái vụ giàn cảnh. Vậy hả cô? Cô nghĩ vậy đó. Bây giờ cô nói thiệt luôn á, bây giờ trong ba đứa đó, đứa nào mà lấy cái bóp của cô không mấy trả lại cho cô được không? Tụi con bán này là bán trả đi mà. Trả cho cô hiểu, đi. Cô hiểu rồi, bây giờ tại vì lấy rồi đó mà trả lại thì nó cũng khó, không mấy cô chuột đi cho cô chuột nha. Nhưng mà tụi con không lấy cô. 500 ngàn. Con không có lấy. Còn mấy đứa 700 luôn. Dạ không có. Hiểu luôn. Không có được. 10 triệu. Chốt luôn. 10 triệu. Thì ra là con hả? Là con, 10 triệu. Ăn cướp. Quýnh nó. Mày cắn xuống. 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 Tao nói sao? Tao nói là tụi mình buôn bán lương thiện, không được trộm cướp. Tại sao mày có cái bóp của cô? Hồi nãy là tao chở xe ôm cô đi lên đây. Cô hứng quá, cô dục cái vỏ xuống được luôn. Người dân người ta lụm được khi tao đem lên, chưa kịp trả gì nhau, chú quýnh quá chú quýnh vậy. Thôi đi đi. Cắp bông giật gì? Con có thể đưa cái bóp bình thường mà con sạc dọc chi vậy? Dạ, yeah, tụi nó kêu làm vậy con không biết. Thôi à, mấy đứa thông cảm. Tại cô có tính cô nó cũng ngộ nghĩnh, đáng yêu quá. Cái cô thấy mấy đứa nghèo nghèo, cái cô hay nghĩ mấy đứa ăn cắp lắm. Cái gì? Không có, từ cô ra, tại ngày xưa cô nghèo cô cũng ăn cắp dữ lắm. Cô? Có, tôi biết cái tính nó xấu, cô bỏ lâu rồi. Hiểu không? Rồi cô cứ nghĩ vậy thôi. Thôi bây giờ nè, không mấy giờ, coi như là... Thôi cô, tụi con không lấy tiền của cô đâu. Bây giờ tụi con chỉ cần cô cho tụi con một lời xin lỗi thôi. Tụi con á, mặc dù là dân đầu đường xó chợ, buôn bán hàng rong, rồi mọi người cứ nhìn vô thì nghĩ là tụi con ăn cắp, ăn trộm. Nhưng mà tụi con á, có nói với nhau á, là tụi mình á, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nói chung là từ cái tâm cô ra, từ sâu đáy lòng cô, trong những cái cuốn phèo, cuốn phổi phọt ra đó, là tha thiết xin lỗi mấy con. Trời ơi. Con ở nhà con bán chim phải không? Dạ. Con bán lòng, dạ. Con bán nhang, dạ. Đúng không? Cái hàng tồn mà mấy tháng nay bán không được, khách vắng bán không được đó, rồi cái hàng mà con lấy sẵn thời gian tối con bán, con gom hết con mua luôn. Giờ con chạy xe ôm, có chiếc xe đạp cô mua, lấy giờ con chạy thì bây giờ con mua chiếc xe đạp cô cho lại con chiếc xe máy. Kể như là cái kịch này quá vui rồi, bây giờ không có khen nữa. Và chỉ nhắc lại những cái gì mà tụi em đã làm. Tuần trước có la cẩm họ hay là cái tuần nào đó quên rồi. Tóc tai không chỉnh chu, gắn tóc giả lên xúc xuống. Hôm nay tóc rất là chắc, cắm đầu xuống mà cũng không có nhúc nhích. Rồi kỳ trước là đồ đó là hơi gọi là lo cho bộ đồ, tại vì phải té, phải nhào, phải xoạc, tại diễn chung với diễn viên múa. Hôm nay mặc bảo hộ trong một cái áo, rồi cái bộ ngoài vừa khớp vô người hợp lý. Kịch này nếu mà nói về cái cặp đôi, sự kết hợp tốt, quan trọng là hài hước, thì các bạn đem lên yếu tố xúc tích và hài liền. Câu chuyện các bạn kể nó tiết tấu ngay từ đầu, rất là duyên dáng. Và ở đây tôi đánh giá cao việc là Đình Lộc, bạn đem cái kỹ năng mình có về múa và biến nó thành sự hài hước. Thì điều đó rất là quý. Còn Đình Lộc, tôi bắt đầu quan ngại. Bởi vì diễn viên múa mà giờ đi qua diễn kịch, rồi diễn viên kịch làm gì ăn? Với phần hình thể của các bạn đã làm cho một lứa khán giả nhí, nhỏ rất là mê, rất là thích. Để chúng ta có nhiều đối tượng, còn người già thì giải trí nè. Rồi tất cả cái đó nó mở rộng ra và nó xứng cái tầm của một tiết mục để đưa lên truyền hình. Xin chúc mừng các bạn. 20, 25, 75 19,75 điểm. Bây giờ, số điểm mà 50 vị khán giả tại trường quay dành tặng cho cặp đôi Cẩm Hò và Đình Lộc. 9,6 điểm, xin được chúc mừng.